Nếu ai đang trong tình trạng chán cơm mà chán luôn cả phở, thì đây sẽ là cái món cứu vớt lấy cuộc đời của bạn. Từ khi đặt chân về Việt Nam, thì đây là cái quán bán tô bún mọc ngon nhất mong chú của Cờ Từng Ăn. Một tô đầy đủ ở đây sẽ có sườn, hai loại chả, cộng thêm viên và mọc. Ôi, nhìn cái nước súp chan lên kìa mọi người ơi. Dám nói là nhìn không chảy nước miếng đi. Thêm một xíu hành lá, hành phi và một ít tiêu. Mọi người đã sẵn sàng để thưởng thức cái tô bún mọc này chưa? Chứ riêng ông chú là đói lắm rồi đây. Đặc biệt nhất phải nói là mọc ở đây, độ mềm và độ dai rất là vừa phải. Ngoài ra còn thơm, ăn rất vừa miệng. Sườn ở đây được hầm khá là mềm, nước súp nêm nếm rất là ngon. Quán này chỉ bán buổi sáng, tới trễ một xíu là không còn nữa nha. Còn không mau Lâm.